Cái mày gì hả Thành? Mày mày ngu vậy Thành, mày không gây được một sát thương nào vậy Thành? Gì? Mày hỗ trợ bằng cách nào? Mày hỗ trợ mày phải gây sát thương chứ, mày hỗ trợ mày không gây sát thương nào? Không, tao phải nói ra để mày. Cả làng đặt mày là thành bay nào là đúng rồi. Quê rồi còn thể hiện. Mười con mẹ gì, mấy thằng đó nó ngu quá thôi. Mà mày ngu hơn nó rồi Thành à. Mày chơi game bao năm rồi mà mày ngu dữ vậy Thành. Tao thấy mày rồi nên đi học một khóa đi. Một khóa chữa bệnh bay nào. Tại tụi tao mới chết á, tao núp tao bắn nó mà. Có ai mà lộ đầu ra bắn nhau nó đâu. Ba thằng bên tao. Ba thằng bên sĩ à. Mày canh thằng đó đi Thành, canh có nói nha Thành, mất công móc địch tao nữa. Còn hai anh em ơi. Có ai hẹn đấu vậy? Ok anh Trung. Hay tí kích Thành ra để anh sĩ chơi với tao mày. Chứ anh Thành ngu quá. Mà team khi nào phải có một Thành bay nào nó mới vui. Không biết sao đây. Hả à, lên trường. Ghê yeah, lên trường mày đấm tao à. Lên trường để chứng kiến sự bay nào rõ hơn à. Nguy hiểm quá anh em ơi. Nó móc ở đó xị. Không, nó móc qua nhà rồi, nó không có qua tới chỗ anh chị đâu. Cái gì vậy bay? Nó cứu anh em. Trên nhà hả? Mà mày thấy nó có đam không? Mày được bao nhiêu đam? Nói cho mày quê thôi. Quê. Khi nào quê đâm đầu xuống đất chết. Nguy hiểm quá anh em ơi. Hay quá, ai bắn được hai mạng rồi. Anh sĩ chết là gì người ta bắn chết. Ơ anh em yếu rồi xong rồi.
Trời ơi là Mày chơi được mấy ngón đó Thành? Mày làm gì mà đứng mày ngắm vậy Thành, ngáo hả? Đó, Thành nó tao bắn yếu luôn đấy Thành. Thành đứng ngắm cái gì vậy Thành? Ngắm mông chứ đéo gì. Không có đâu. Mới vừa chú ý xong à? Gớm quá. Tao mới dùng phần mềm xong. Tao test phần mềm thôi. Thiếu năng, hãy nhảy đi thiếu năng, hãy thể hiện sự thiếu năng của mình đi. Hãy thể hiện sự thiếu năng của mình đi. Thôi. Con chim của tớ hơi bị VIP đấy, full cấp rồi. Tại vì tớ mỗi con chim mà. Không có nào xuống trước mình được. Thì nó bị ngu mà, đó đang thể hiện sự thiếu năng của mình đấy. Ôi mày thiếu năng quá Thần ơi, bọn tớ công nhận rồi. Đừng theo Thần Thần. Theo Thần Thần là nó sẽ bị Thần thiếu năng đấy. Hả? Ý là mày có sự thiếu năng mày cho tao đúng không? Thôi tao từ chối nha. Hãy giữ lại sự thiếu năng mà xài nha. Đi cứu đi. Ở đâu nó mày cứu mình xu mày ra kia mày đứng vòng cũng được rồi. 2006 nhảy xuống được đồ mấy đứa đó. Thôi đừng thể hiện sự thiếu năng nữa Thần ơi. Nè, hướng N. Cái nhà gỗ à? Nhà rồi em. Đang đợi. Đâu vậy? Lộ mà đặt bóng vô vậy. Một viên. Cô nó lại bị bắn vô chưa đó. Hai hướng thôi. Ờ biết rồi, cái thằng keo bên kia nữa. Anh hóa không có quả keo nào hết. Kìa Thành. Thành. Mày ngắm con mẹ gì vậy Thành? Bên em đã đi rồi.